tối ngày 22 tháng 9, Thượng tá Phạm Thành Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An cho biết đã phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Long An và công an huyện Đức Huệ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam lao động trái phép ở Campuchia từ đồn công an biên giới hữu nghị Sông Rông, ti công an tỉnh Svay Rieng, Campuchia. 34 người này gồm 28 nam và 6 nữ, trong đó chỉ có 28 người có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân, số còn lại không có. Hiện tại, những người này đã được đưa về khu vực nhà chờ thuộc trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm rõ thêm thông tin. Còn tại Sơn La, sáng ngày 23 tháng 9, Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giải cứu 3 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia. Cả ba nạn nhân này đều trú tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Vào ngày 13 tháng 5, vì tin lời người quen sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, nên cả ba người này đã xuất cảnh sang Campuchia. Tại đây công việc chính là tìm kiếm và lôi kéo các khách hàng trên Facebook, Zalo nạp tiền vào các app trò chơi trên mạng. Mỗi ngày họ phải làm việc với cường độ cao từ 17 đến 18 tiếng. Nếu không làm đủ chỉ tiêu thì phải làm tăng ca, thậm chí còn bị đánh đập và chích điện. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất thủ tục bàn giao các nạn nhân về cho gia đình.